Hello mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ cùng nhau đi chơi bờ kè Biên Hòa nha mọi người ơi. Mọi người cùng đi chơi với gia đình mình nha, ra bờ kè để xem mọi người có những trò chơi gì và có những đồ ăn vặt như thế nào nha mọi người. Let's go, đi với gia đình mình nào. Tại vì phố đi bộ mọi người nên là người ta không cho xe ô tô chạy vào hướng bờ kè nhanh, nên là gia đình mình đã để đậu xe ở phía trên xa này, sau đó thì cả gia đình cùng đi bộ để đi vào hướng bờ kè nha mọi người. Lúc này là gia đình mình đã đi vào hướng bờ kè rồi nha mọi người, phố đi bộ ở dọc bờ kè nha. Ở đây thì người ta bán đồ ăn rất là nhiều các món ăn vặt luôn á mọi người. Đồ ăn, đồ uống các thứ. Và ở đây thì các bạn nhỏ chạy tung tăng chơi rất là thoải mái luôn nha mọi người. Là ba mẹ con mình đi trước để cho ba Trung đi sau quay video này mọi người. Thì lúc này thì mấy mẹ con đang đi dọc với cái bờ kè sát sông Đồng Nai luôn đó mọi người. Nhìn thấy phía xa xa kia là cầu Hóa An nha. Cái cầu mà sáng đèn đó là cầu mới Hóa An nha. Lúc này thì mấy mẹ con đang đi tới, tại vì nghe tiếng ca sĩ, các bạn trẻ bạn đang biểu diễn ca nhạc ở bên đây, nên là mấy mẹ con đi tới để xem nha. Rồi, và tiếp theo sau đây trong khi chờ đợi, mình sẽ dừng lại đây để nghe các ca sĩ hát một bài về Giáng sinh nha mọi người. Mọi người cùng nghe với gia đình mình nha. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tu quiero el mio felicidad. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, everybody. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. Un hombre alba, me llama sin hablar, con tu chavo de paso no mamá.
Ở đây á mọi người đi bộ rất là nhiều và có rất là đông các bạn nhỏ luôn. Các bạn ấy thuê cái xe điện rồi các bạn ấy chạy dọc phố đi bộ, mọi người vui lắm. Bữa nào mọi người có cơ hội thì mọi người nói bố mẹ dắt ra đây chơi nha, ở đây vui lắm. Và bây giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Gia đình mình đi tìm chỗ ngồi và đồ ăn để uống, để bắt đầu ăn uống nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại.